ông nội. Xong rồi đi uống cà phê mà tôi thấy nó phiêu phiêu sao á. Nó phê phê mày. Phê không? Tôi nghe nó lạnh lạnh xuống lưng mày. Mà tôi cũng thấy nó hơi cung cung mà đâu có gì đâu cung ha. Mà sao quán không thấy người, không thấy phục vụ kêu từ nãy giờ luôn á. Quán này quán gì lạ lạ vậy? À, có phải cà phê nông trại làm đẹp. Uống cà phê mà đẹp hả má? Tao uống thử cái coi đẹp không? Rồi chờ tao phát. Cà phê uống gì kỳ ông nội, cà phê uống từ từ. Ba nói cà phê uống một cái cho nó phê. Ủa ơi, phê không? Mày uống vậy sao phê được? Không, uống cho nó đẹp lên, cái mấy bữa xấu quá, uống cho đẹp lên quất. Ủa, quất đi, quất gì nhanh nhanh vô cho đẹp tạm hết rồi. Hết. Uống cà phê mày cũng quá, kèm dép lên ông nội. Mấy bạn ơi, cà phê đây đã chưa khai trương, hai thằng vô quậy. Mà trên đây cái view nó, nãy giờ anh em biết sao lạnh sống lưng không? Đứng ở trên đồng không mong quạnh này nè. Thấy ổn ổn rồi, vô.